Chiều ngày 26 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cùng Chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chứng minh tham dự. Đại diện chính quyền và các cơ quan hữu quan có ông Dương Quốc Xuân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Trong không khí trang nghiêm thành kính, Chư tôn đức tăng ni Phật tử quý đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm và nghe diễn văn tưởng niệm của Hòa thượng Thích Minh Thiện, bày tỏ lòng thành kính biết ơn trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, lễ tưởng niệm là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao ý thức trách nhiệm các cấp các ngành và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bày tỏ lòng thành kính biết ơn trước công lao của các anh hùng liệt sĩ, Chư tôn đức tăng ni và quý đại biểu đã kính cẩn dâng hương tại nhà tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và nguyện cầu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An có gần 4.000 ngôi mộ liệt sĩ đang yên nghỉ. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sống mãi trong lòng dân tộc. Dịp này, Hòa thượng Thích Minh Thiện thay mặt Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đón nhận quà hỗ trợ công tác tổ chức lễ tưởng niệm từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phạm Tấn Hòa, đồng thời trao tượng trưng 100 phần quà cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.